Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao tiếp tục suy yếu, nên mưa dông ở khu vực Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong thời gian ngắn và tập trung chủ yếu ở vùng núi với lượng không nhiều. Ban ngày trời có những khoảng nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Mức nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 22 độ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi sấp xỉ hoặc trên 33 độ. Tuy nhiên, trạng thái nắng ráo này sẽ không kéo dài lâu, bởi từ khoảng chiều tối ngày mai sang đến ngày 1 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, cho nên khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây hơn và mưa có xu hướng gia tăng. Nơi có mưa sớm hơn cả là các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sau đó mưa lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều tối, đêm và sáng. Đến ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, mưa sẽ giảm cả về diện và lượng, đồng thời nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, trong khoảng 3 ngày tới, trời còn nắng gián đoạn vào ban ngày. Mưa dông chỉ xuất hiện chủ yếu về chiều tối và đêm, nhưng phân bố không đều về diện và thời gian mưa không nhiều. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến dao động trong khoảng từ 30 cho đến 34 độ. Còn về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 27 độ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, từ đêm mai sang ngày 1 tháng 10, do ảnh hưởng của giải mây dông từ phía Bắc nên cũng có mưa rào và dông. Sang đến ngày 2 tháng 10, mưa cũng giảm nhanh trên khu vực và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, nhưng hầu hết các nơi vẫn dưới ngưỡng 33 độ. Xuôi về phương Nam, hôm nay và ngày mai, vùng xoáy thấp gây mưa trong những ngày vừa qua đã suy yếu. Hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Tây Nam, cho nên ban ngày trời có nắng và mưa chỉ xuất hiện rải rác về chiều tối với lượng không nhiều. Nhiệt độ phổ biến từ 30 cho đến 32 độ tại vùng cao nguyên và từ 32 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Từ ngày mùng 1, mùng 2 tháng 10, vùng nhiễu động trên cao sẽ xuất hiện trở lại. Trong khi đó, đới gió Tây Nam ở tầng thấp vẫn duy trì hoạt động. Do vậy, mưa lại có xu hướng gia tăng. Khu vực Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ có nhiều điểm đạt mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, gió ở các vùng biển phía Bắc, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có hướng Đông Nam hoạt động ở mức cấp 4, nên sóng biển chỉ cao dưới 2 mét, không gây biển động. Thời tiết trong ngày nắng ráo, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nên tầm nhìn xa thông thoáng. Dự báo từ ngày 1 tháng 10, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, gió Đông Nam vẫn ổn định về cường độ, nhưng mưa dông lại có xu hướng gia tăng, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, và trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh. Còn đối với khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa và khu vực từ Bà Rịa, Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, chịu ảnh hưởng của một dãy áp thấp có trục từ 8 đến 11 độ Vĩ Bắc, nên gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4 cho đến cấp 5. Tại đây có mưa rào và dông. Mưa có xu hướng gia tăng từ ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10. Khả năng cao xảy ra mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông, rất nguy hiểm cho sự lưu thông của tàu thuyền trên khu vực. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!